đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Mời các bạn đến với mục suy niệm lời Chúa của sứ đoàn Kim Thông giáo xứ Hòa Thịnh. Hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi, tin mừng của Thánh Gioan cho chúng ta thấy Thiên Chúa ban tặng người con một để thế gian được sống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Suy niệm: những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà. Quà tặng có thể là những món đồ vật chất, nhưng hơn nữa, đó có thể là những lời nói yêu thương, là thời gian người ta dành cho nhau để thăm viếng nhau, để ở bên nhau, là tất cả những gì người ta có thể nghĩ để trao cho nhau, để cho người mình yêu thấy được tấm lòng chân tình, quý trọng, quý nhớ, và nhất là thấy được tình yêu của mình dành cho người mà mình yêu thương. Thiên Chúa là chính tình yêu. Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi ban cho chúng ta người con một của Ngài. Hơn thế nữa, người không chỉ đơn thuần là một món quà được treo lên cây thập giá, là sự sống, được hiến dâng để chúng ta được sống, được cứu độ. Món quà là thân mình hóa thân trong bí tích thánh thể, để chúng ta được thành một thân mình với món quà Giêsu. Mời bạn, chúng ta có tin và đón nhận món quà ấy không? Tin vào những giá trị mà người con một là đường, là sự thật và là sự sống trao tặng chúng ta. Ngược lại, từ chối món quà Giêsu tức là thỏa hiệp với hận thù, dối trá, sự chết. Có khi nào bạn từ chối món quà người con một này không? Sống lời Chúa. Món quà Giêsu được treo trên thập giá mời bạn đón nhận những thập giá đường gửi đến trong cuộc đời bạn. Món quà là Giêsu hóa thân trong bí tích thánh thể mời bạn siêng năng giúp thánh thể để trở nên một thân mình với Ngài. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng chúng con thật mềm để dễ dàng đón nhận niềm tin vào con Thiên Chúa.